giao lưu nãy giờ chưa hết được nó không tốn mất bro. Mà đây hỏi xíu hỏi xíu nãy giờ thử thách thì thấy cũng hơi đuối đuối rồi đó, bây giờ sẵn chia sẻ một chút xíu kỹ năng này tại vì anh cũng muốn làm đúng không? Cho anh hỏi vài cái để mà vô thi đấu một trận đấu mà nó tốt thì tốt á, thì thường em sẽ chuẩn bị tinh thần nhất là nên thần bắt buộc là thoải mái, anh luôn có độ tập trung cao độ, thoải mái và tập trung cao độ, chiến thuật ha, cũng đúng, đó là tinh thần rồi. Vậy theo em để là một thủ môn tốt, thủ môn gọi là đầy đủ tính chất á, thì những kỹ năng nào là tối ưu cho những kỹ năng nào? Nhất là mình phải rèn luyện được cái khả năng gọi là cá nhân của mình. Kỹ năng cá nhân cơ bản giống như là gì, chụp bóng, bắt bóng nè, rồi ném bóng nè, rồi che khép góc, xuống bộ, những kỹ năng quan trọng nhất của thủ môn của Sanh ha, tức là cái đó phải thuần thục. Ba cái là ngoài, mới có một cái hả? Thứ hai là mình phải luôn luôn tập trung cao độ, luôn luôn quan sát để hỗ trợ được đồng đội mình phía sau. Học đó, tức là sau khi những cái kỹ năng cá nhân của mình ok rồi, thì mình phải có thêm những cái kỹ năng cùng với đồng đội, tức là phải xác định được vị trí, nhìn cái tình huống của đồng đội mình đang ở đâu để mình hỗ trợ. Còn một cái nữa là cái gì? Trong một cái tình huống mà em 2 đấu 2 đi, tức là em và mà phòng vệ thì bên kia cũng có 2 người xuống tấn công, thì em sẽ ưu tiên làm gì? Nhất là mình phải ra tín hiệu cho được hậu vệ của mình. À, tức là mình sẽ thông tin với hậu vệ, tức là thông tin với cái bạn ngay thủ của mình. Rồi, tức là sao chi tiết hơn chút gì vậy? Là mình chỉ vị trí. À, nhắc vị trí đứng. Nhắc vị trí. Rồi. Thứ hai là mình xác định vị trí của mình đứng. À, để bọc lót cho rồi. À, xác định được vị trí bạn đứng và bọc lót. Ừ. Rồi, đọc tình huống để ra vô luôn. Rồi, thêm cái nữa đi. Cái 2-2 đó thì phải không chọn rồi. Vậy giờ anh hỏi nè, giờ cái 1-1 của thủ môn với tiền đạo đi, thì cái cách nào tốt nhất để mà em tối ưu, em sẽ làm gì? Thứ nhất là mình sẽ ưu tiên chân thuận. À, cũng là một cái cơ bản nhất của các cầu thủ ha, là bất bên chân thuận. Rồi, còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa là tức là cái tư thế bộ của mình phải không? Thứ hai là mình sẽ dựa vào kinh nghiệm từng thi đấu từng trải của mình để xác định. Có thí dụ đi, các bạn đó chưa có kinh nghiệm thì bạn đó dựa vào gì? Nhất là mình sẽ dựa vô chân trụ, dựa vô chân trụ. Thôi, cái này tôi sẽ thực hành sau. Anh sẽ có món quà tặng cho em. À, hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mà